Vừa bắt được hoa cưới từ Diệu Nhi, Sam đã cực kỳ bức xúc vì một câu nói trên mạng. Ngay sau khi câu nói được cho là của Sam lan truyền trên mạng thì nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng. Trong đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú, Sam là một trong những khách mời vô cùng nhiệt tình và còn bắt được hoa cưới từ cô dâu Diệu Nhi. Nhưng khi Sam còn đang vui vẻ chúc mừng cô dâu chú rể thì trên mạng xã hội lại lan truyền một câu nói được cho là phát ngôn của nữ diễn viên. Theo đó, nữ diễn viên đưa ra quan điểm rằng người đàn ông không tinh tế và không có điều kiện thì chỉ con chào hai bác vậy thôi. Còn người đàn ông tinh tế và có điều kiện, họ khác liền. Họ mua một xe quà đẩy nhẹ vô khiến cho cư dân mạng hiểu rằng Sam coi trọng vật chất, chỉ đề cao những người đàn ông giàu có sẵn sàng mua sắm nhiều quà cáp cho bạn gái. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đưa ra phản hồi rằng đây chỉ là một câu nói trong game show truyền hình nhưng lại bị cắt xén, đặt không đúng bối cảnh khiến cô bị hiểu lầm. Theo như Sam giải thích thì trong game show đó, người chơi được phát cho luận điểm nào thì phải bảo vệ điều đó, cho dù họ có được sự đồng tình hay không. Sam cho rằng câu nói trên không thể được xem là phát ngôn chính thức của cô. Và việc một trang fanpage trích dẫn đăng tải đã một cách gián tiếp làm ảnh hưởng tới danh dự của nữ diễn viên. Thậm chí Sam còn tuyên bố sẽ mời luật sư làm việc với những người đã tung tin bôi nhọ cô, cho thấy nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Rất nhiều khán giả đã đồng tình với hành động quyết liệt của Sam để bớt đi những tin tức sai lệch, đặt điều về nghệ sĩ.